Này lòng chim nha anh chị và các bạn. Ba màu ha, màu xanh, màu trắng ha, cái lòng màu trắng này màu vàng và màu đỏ. Màu đỏ ha. Màu sắc thì lấy ngẫu nhiên anh chị các bạn nha. Trắng, đỏ. Đây, ba màu. Kích thước nó thì anh chị các bạn so sánh với cái miếng gạch 50cm cho em ha, 50cm. Đây, nó khoảng cỡ cái tay em á, cái bàn tay ha, nó khoảng có như đây, khoảng có 16-17cm đó, về ngang thì nó khoảng có mười mấy cm. Thì chị so sánh với cái miếng gạch này thế này nè, nên nó xài 3 viên pin nha, 3 viên pin, ở đây em có lắp sẵn nè, mở cho chị các bạn xem. Con chim nó lúc lắc được ha, con chim nó quậy quậy đuôi được ha. Cái này xài 3 pin, cái này con tắt 3 pin, bây giờ pin là 3 pin ó ha, 3 pin con ó hoặc là 3 pin con thỏ. Đây nó dùng 3 pin ha. Rồi thì anh chị các bạn ở tỉnh thành có mẫu cảm thấy bán được thì lấy về bán ha.